Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của ClickBuy. Sau khi ra mắt phiên bản Redmi Note 11T Pro và Redmi Note 11T Pro Plus, nằm trong phân khúc tầm trung và cận cao cấp với rất là nhiều trang bị nổi bật. Ví dụ như là con chip mạnh mẽ Snapdragon 888 và Dimensity 8100, màn hình tần số quét cao 144 Hz và sạc nhanh lên tới là 120W, những trang bị cực kỳ là đáng tiền trong phân khúc giá. Bên cạnh đó thì mới đây Xiaomi cũng đã cho giới thiệu phiên bản đặc biệt của dòng Redmi Note 11T Pro lấy chủ đề về bộ Astro Boy. Đây là phiên bản giới hạn cực độc, cho nên ai là fan cuồng của bộ truyện này thì chắc chắn không nên bỏ qua đâu nhá. Ngay từ phía bên ngoài hộp và cách mở hộp thì cũng cực kỳ là đặc biệt rồi. Thay vì là mở hộp như thông thường, thì con này sẽ có kiểu mở theo dạng cánh cửa của tàu vũ trụ. Mở ra là thấy ngay nhân vật chính bước ra rồi. Phụ kiện đi kèm theo cũng cực kỳ là đầy đủ với cụ sạc, cáp sạc, ốp lưng, sách hướng dẫn và sticker cũng sẽ mang phong cách của Astro Boy. Về tổng thể thiết kế của phiên bản đặc biệt này thì nó vẫn sẽ giữ nguyên so với phiên bản tiêu chuẩn thôi. Với cụm ba camera được đặt ở góc bên trái, màn hình cũng sẽ là một kiểu màn hình đục lỗ và mặt lưng cũng sẽ là mặt lưng kính. Nhưng với phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có một màu bạc cực kỳ là đẹp. Và trên mặt lưng sẽ được in hình cậu bé Astro với các họa tiết máy móc được làm nội khối nhìn ngầu thực sự luôn các bạn ạ. Và theo Xiaomi cho biết thì với kiểu thiết kế mặt lưng này đã qua hơn 30 lần chỉnh sửa bởi 20 nhà thiết kế khác nhau. Ở phần mặt trước thì nó sẽ được trang bị một màn hình kích thước lớn là 6,6 inch. Phần bên trên nốt ruồi sẽ là camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel tấm nền thì cũng chỉ là IPS LCD có độ phân giải là Full HD cộng thôi à, và nó vẫn sẽ được trang bị tần số quét cao là 144 Hz khá là đáng tiếc khi mà sản phẩm này sẽ không được trang bị tấm nền là AMOLED chứ nếu như mà IPS thì chất lượng cũng sẽ không được ok cho lắm và cũng như bao phiên bản đặc biệt khác thì phiên bản này cũng được trang bị sẵn bộ thêm à, chủ đề về Astro Boy nó sẽ đồng nhất từ đầu cho tới đuôi với hình nền biểu tượng ứng dụng màn hình khóa nhạc chuông và có luôn hiệu ứng khi mà chúng ta cắm sạc Tiếp theo về hiệu năng thì nó sẽ được đi kèm với con chip đó là Dimensity 8100 cho một hiệu năng cũng cực kỳ là mạnh mẽ trong phần khúc giá và chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một tùy chọn bộ nhớ là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong Cùng camera phía đằng sau mặt lưng thì nó sẽ được trang bị bộ 3 ống kính bao gồm một ống kính gốc rộng có độ phân giải là 64MP sử dụng cảm biến của Samsung 80 mp cho camera góc siêu rộng và cuối cùng là 20 mp cho camera macro. Ngoài ra nó sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng là 4400 mAh và sạc nhanh cũng sẽ lên tới là 120W. Sạc cho viên pin này sẽ cực kỳ là nhanh chóng thôi. Cuối cùng là về giá bán thì với phiên bản giới hạn Astro Boy sẽ có mức giá là 2499 nhân dân tệ, tương đương khoảng tầm 8,7 triệu đồng. Và với phiên bản này thì nó chỉ giới hạn khoảng 10.000 chiếc Nên nếu như con máy này về Việt Nam thì nó cũng sẽ tranh ít nhất là tầm vài cho tới 3 triệu nữa Nhưng đối với những fanboy của bộ truyện này thì chắc chắn cũng sẽ không nên bỏ qua rồi Còn các bạn, các bạn thấy sao về phiên bản này thì hãy comment để lại ý kiến cá nhân của mình phía bên dưới phần bình luận video nhé Video của mình thì dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Bye bye